Chào các bạn. Nói chung là mới chơi khuyên ghiền quá, sắm cái lòng khuyên á, mua con khuyên, sắm cái lòng khuyên. Chủ tiệm khuyên có kinh nghiệm lâu năm tại Sài Gòn tư vấn cho mình xài đại một cái lòng. Đây bạn, quay qua cho mọi người xem cái lòng vuông vức đó. Đó, hầu như mọi người đều đánh giá con chim không có không sinh tật cũng thành sinh tật. Đó, các bạn thấy không? Cái mình tức quá, cái mình mới đặt mua cái lồng chim này ngoài Hà Nội nè. Nghe đồn là làm kỹ lắm. Lồng đẹp, làm kỹ. Kỹ nha, kỹ cho các bạn xem nè. Làm mà cái gánh nè, coi nó sụp sịch nè. Tức là nó khoét cái lỗ này nè, còn bay dớ nhiều quá. Mà nó rộng nữa. Coi nó sụp sịch nè. Thấy giống như nó giống như đồ chơi không? Thấy chán không? Rồi làm cửa lồng nè. Thấy nó hở không? Bên đây thì nó không có cái gì, nhưng mà bên đây các bạn thấy nó hở đều không? Làm gì mà kỹ, xấu ồn. Bởi vì ta nói mua ba cái đồ online trên mạng chỉ nhìn được cái tấm hình nó đẹp, cầm bên thực tế nhìn những cái đồ chơi tệ hơn đồ chơi, đúng không? Trời ơi, cái lòng nhìn thấy vắt chán. Nhìn cây cầu thấy quải chì đậu. Rồi xem cái này coi. Thì nói chung ra theo đánh giá của mình đó thì có được cái này ngon. Tại vì sao? Nặng. Nó nặng. Cái lồng này nói chung tương đối cũng không mắc. Mà nó sẽ mắc hơn là lồng chợ nha các bạn. Mình đây mình cũng không tiện nói giá, nhưng mà nói chung ra thì không hài lòng. Không hài lòng với cái cách mà người ta tư vấn cho mình là lồng làm rất kỹ. Kỹ gì đâu mà mình thấy mình cầm lên gắn vô mà nó sụp sịch. Sụp sịch cái gánh mà. Chán cái sợ. Còn đây là mình chọn móc đồng. Móc đồng nẹp đồng luôn. Nẹp thì nẹp đồng, ngon. Cầm lên là thấy nặng rồi đó. Thiếu điều nó muốn nặng ngang bằng cái lồng. Đó. Mình chơi đồ thì mình nói chung ra mình cũng không có tiếc về cái gì, nhưng mà vấn đề là mình bán buôn hay là mình làm cái gì, cái nào cũng ra đúng cái đó. Nhìn thấy cũng quải, không lẽ giờ đem đi bán. Có ai mua không bán cho nè. Trời. Rồi, nói chung mà theo nhận xét, mình không nói gì về người ta hay là gì cả. Nhưng mà nói chung cái quan điểm của mình là mình mua đồ thì online nó hay vậy. Mua trực tiếp, tới tận nơi, cầm, cảm nhận, kiểm tra, chắc cú nhất. Đúng không các bạn? Đây, nãy giờ mình đang gáp á, nãy giờ mình gáp cho được cái này rồi đó. Ừ, quên cầm cái này. Mình gáp luôn. Đâu rồi? Gáp vô. Xiết cho nó vừa tay thôi. Xiết quá gạch chắc gãy luôn quá. Thấy nó mong manh dễ vỡ quá. Trời ơi. Sợi chày kẹp vô mới giải. Ok. Các bạn nghe nó kêu không? Trời ơi, nghe nó quải chì đậu gì đâu. Phải kệ đi, mệt.
hai cái cầu bắt sau đi, giờ bắt này vô trước đi. Rồi, giống. Rồi. Xong cái lồng. Vậy thôi. Mới mua cái cụp. Đẹp không các bạn? Nhìn tổng quan thì cũng đẹp lắm chứ bộ. Chứ đâu xấu đâu. Sao mà mỗi lần mà cầm tới cái chỗ này là thấy bực mình nữa nha. Không lẽ về chích keo dán sắt vô luôn cho nó cứng luôn. Kỳ cục. Ok. Cũng không có gì để nói nhiều. Nói chung là chia sẻ kinh nghiệm cho các anh em biết thôi. Bye bye các bạn.